Về việc thông tin sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh theo học tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh Trường Quân sự Quân khu 7. Qua trao đổi thông tin với báo chí, các cơ quan chức năng kết luận một số vấn đề sau. Thứ nhất, không có ai nhảy xuống tự tử và khi nhảy xuống bị liệt như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Thứ hai, đoạn video ngắn có cảnh các bạn nữ đang khiêng là khiêng bạn nữ vẫn còn đang sống. Tâm lý con người trong thời điểm đó, giai đoạn đó trong lòng bứt rứt và la hét trong trạng thái hoảng loạn, suy sụp tinh thần, tâm lý bất ổn vì bị nghi ngờ. Hiện cô bé đã được gia đình đón về chăm sóc, sức khỏe đang dần ổn định. Thứ ba, có xuất hiện thêm một video thứ ba sau hai video được đăng tải kia. Xin chú thích, video 1 quay cảnh la hét từ ban công nhà đối diện. Video 2 quay cảnh một bạn nữ đang khiêng cô bé xuống nhà. Thứ ba, quay cảnh một số người đang đưa một bạn nữ nằm bất động lên xe cấp cứu và có đắp chiếu. Thì trong đó, video thứ ba là video của bạn nữ tại trường đại học công nghiệp qua đời do tự tử vào năm 2018 đã được đăng tải trực tiếp và công khai trên các báo và mạng xã hội. Thứ tư, trong đoạn nội dung của video 1, tức là quay cảnh la hét từ ban công nhà đối diện, có đoạn gào thét và la hét thất thanh kèm tiếng của những người có mặt trong thời điểm, thì chuyên gia đã lọc âm thanh và phân tích rõ, đứa nào, tách đứa kia ra, thôi, giữ chân lại, chứ không phải là banh rộng cái chân ra. Thứ năm, một số nội dung mẩu đoạn tin nhắn độc thoại, chụp màn hình được cắt tỉa và ghi âm độc thoại, được quay màn hình điện thoại, ngay cả các đoạn video, trong đó có video số 1 và số 2, không phải là hai đoạn video gốc, mà còn bị cắt ghép, lồng thêm âm thanh tinh vi. Thứ sáu, sinh viên trong trường, cụ thể là các nữ sinh khóa 327, học quốc phòng và an ninh tại trường quân sự quân khu 7 và chính bạn nữ học ở khu nhà B, tức là khu nhà có tiếng hét, chung lớp chứng kiến toàn bộ sự việc, đã cam đoan là không có chuyện bị hiếp dâm như các mạng xã hội chia sẻ từ đêm qua. Ngay sau sự việc, một tài khoản Facebook của Trần Thu có bài đăng xin trích dẫn nội dung: "Chào mọi người, mình là chủ của clip đang được mọi người phát tán về vụ việc liên quan đến quân khu 7. Mình đăng bài này để đính chính sự việc xảy ra. Tối ngày 10 tháng 1, 2023, mình có ca gác đêm vào lúc 21h30 tới 23 giờ. Trong khoảng thời gian gác, mình có nghe được tiếng la hét phát ra từ khu đối diện. Lúc đó mình cầm điện thoại lên và quay lại sự việc trong khi chưa rõ tình hình. Mình chỉ nghe tiếng la hét rất to và vì hoảng sợ nên mình đã suy đoán theo suy nghĩ của bản thân. Mình xin đính chính sự việc của clip dưới đây là do mất đoàn kết nội bộ giữa các cá nhân sinh viên nữ, nghi ngờ lấy tiền của nhau nên bạn sinh viên đó đã có hành động tiêu cực và khi được phát hiện các thầy cô có lên trấn an bạn nhưng vẫn bị kích động nên các thầy cô có đưa bạn xuống văn phòng để giúp bạn bình tĩnh và tránh trường hợp xấu xảy ra như hình ảnh các bạn đã thấy bên dưới. Sau khi xuống văn phòng, đưa các thầy trấn an và bình tĩnh lại thì bạn được ba mẹ lên đón về. Sự việc kết thúc thì mình có gửi clip cho hai bạn gác chung với mình và một bạn nam ở khu khác. Khi gửi clip mình cũng đính chính sự thật như bên trên, mọi việc mình thuật lại hoàn toàn là sự thật. Mình không hề phát tán nội dung sai lệch như sự việc đang được lan truyền. Mong mọi người dừng sự việc ở đây và không lan truyền những thông tin sai sự thật. Qua sự việc trên, mình cũng đã rút ra bài học cho bản thân và muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì một phút nông nổi mà khiến mọi chuyện đi xa như vậy. Và mình cũng xin phép đính chính là vụ việc này không hề liên quan đến vụ việc hiếp dâm mà mọi người đang lan truyền." Một tài khoản Facebook khác là Lê Thị Ngọc Khánh đã chia sẻ nội dung trên và có bình luận thêm: "Mình không biết là có những sự việc hai bạn nữ sinh như mọi người đang lan truyền hay không, nhưng đây là thông tin chính xác." Tức là tài khoản Thu Trần cung cấp. "Vì mình hiện đang học khu B và chung lớp với bạn nữ trong video la hét. Mình chứng kiến toàn bộ sự việc nên xin cam đoan không có chuyện hiếp dâm ở trong video như mọi người đang lan truyền. Lọc thông tin để tin nhé mọi người." Như vậy, nội dung phát tán từ fanpage Hooflit Confession đăng tải vào buổi tối ngày hôm qua lúc 21 giờ là nội dung sai sự thật, được xuất phát lần đầu tiên và phát tán từ một cá nhân là phần tử phản động. Ngay sau đó, đối tượng này đã khóa tài khoản Facebook cá nhân. Như vậy, vụ việc vừa rồi có bản chất và âm mưu, thủ đoạn, hành động lợi dụng các vụ việc liên quan đến môn giáo dục quốc phòng tại các trường đại học để nhằm định hướng sai dư luận, dẫn dắt câu chuyện phần lớn số đông các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Bước đầu tạm thời xác định, câu chuyện được lan truyền qua một số cụm từ được sử dụng nhắc đến nhiều trong đêm ngày hôm qua là hiếp dâm tập thể, nhảy lầu, 12 thằng, 10 thằng, 4 thằng,
kéo vào cởi áo, khu vực nhà xe, đường tối không có đèn điện chiếu sáng. Đây là những từ khóa được dùng với mục đích tạo ra sự tò mò, muốn tìm hiểu, muốn biết cụ thể thông tin câu chuyện và nghe câu chuyện kể về nó đến tận mức chi tiết nhất. Cũng có thể tạm hiểu được rằng câu chuyện ban đầu được lồng ghép dưới dạng như xin link, một nội dung gây tò mò với nội dung 18 cộng mà nhiều bạn trẻ thường xuyên thấy, chúng lan nhanh, lan truyền đến chóng mặt. Những từ khóa này được dùng để kích động cũng như đẩy dư luận vào một guồng quay của câu chuyện khi đã có sẵn tính tò mò, khi chắc chắn rằng chúng sẽ được tác bạn bè. Và đó là hai điều kiện cần để thổi phồng và tiếp tục một quả bóng đang bay lơ lửng, chưa rõ lúc nào bị xịt hơi và rơi xuống. Khi một câu chuyện đã được đẩy lên cao trào với những lượt tương tác khủng, với những mục tiêu đã đạt được ở trong giai đoạn đầu, thì lúc này ngay trong buổi đêm, sau một ngày của vụ việc, bắt đầu xuất hiện những đoạn ghi âm, độc thoại của cá nhân, được cắt khá gọn gàng, dưới dạng lan truyền, quay màn hình điện thoại và phát tán ngay tại bài viết trước đó vài giờ. Đây là một hành động tiếp tục thêm củi vào lửa, giúp cho lửa tiếp tục được cháy và cháy to hơn. Nội dung truyền đạt bao gồm hai đoạn video ngắn, những đoạn quay màn hình điện thoại ghi âm độc thoại dài đến cả 2 phút, nhiều hình ảnh được cắt ghép từ tin nhắn nhưng vẫn là độc thoại và theo hướng kể chuyện, tường thuật lại sự việc mà chưa có thông tin xác minh chính xác rõ ràng từ hai phía. Đây là một động tác không hề thừa để có thể dồn thêm một làn sóng cho con thuyền câu chuyện đi xa hơn. Lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ cũ tại tiểu đoàn 3 đã được tổ chức làm lễ ra quân, xuất ngũ trở về địa phương đúng vào thời điểm ngày 10 tháng 1, tức là trước khi vụ việc được thổi một ngày. Lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, tức là lính mới 1 năm tại đơn vị. Còn lại tại đơn vị là lực lượng rất thưa thớt và rất rất ít, vì không chỉ ở tiểu đoàn 3 hay bất cứ một cơ sở, một đơn vị nhận trách nhiệm giáo dục bộ môn giáo dục quốc phòng nào cũng đều bị hạn chế đến mức thấp nhất đối với giáo viên, giảng viên. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại đơn vị là nam có trách nhiệm giảng dạy, bán trú đối với các khóa, các trường có sinh viên nữ tới học tập. Đối tượng học tập là sinh viên nữ, các trường, đơn vị ngoài quân đội và trong quân đội thì đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò hướng dẫn, giảng dạy, hỗ trợ lại càng được chọn lựa kỹ lưỡng, khắt khe. Thậm chí luân chuyển công tác tạm thời từ đơn vị này sang đơn vị khác để phục vụ công tác giảng dạy, hướng dẫn, hỗ trợ, vì cá nhân đó có đủ phẩm chất, năng lực để có thể đảm nhiệm các vai trò. Địa điểm là trường quân sự quân khu 7, tức là tiểu đoàn 3, có bao gồm đội ngũ, học viên quân sự của trường, lực lượng hạ sĩ quan binh sĩ và khu vực ký túc xá của các học viên, đơn vị sẽ không liên quan gì tới khu vực ký túc, nơi ở của các sinh viên môn giáo dục quốc phòng. Khu vực đơn vị thiếu ánh sáng do phạm vi địa hình rộng, gian trải nhiều nơi, nhưng các địa điểm quan trọng và cần thiết như nhà chỉ huy sẽ luôn bật sáng đèn. Và đèn điện bóng đèn chiếu sáng trên đường trong đơn vị cũng sẽ được bật đến khi gõ kẻng báo thức buổi sáng. Vụ việc được tạm thời đăng tải là vào khoảng 21h30 đến 22h, tức khoảng thời gian này sau khi đã điểm danh quân số xong và đến giờ đi ngủ của không chỉ cán bộ chiến sĩ mà còn của sinh viên đang học tập tại trường. Do lực lượng lính cũ đã ra quân, xuất ngũ, nên thời điểm này, cán bộ sĩ quan đơn vị sẽ đi kiểm tra rất sát sao từng phòng để nắm bắt đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ đang tiếp tục hoạt động tại đơn vị. Không chỉ riêng mỗi tiểu đoàn 3 làm việc đó, mà tất cả các đơn vị trong quân đội từ cấp đại đội trở lên đều làm công việc đó. Trong những đoạn video được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy được băng rôn, khẩu hiệu, dây cờ, trang trí hoa giấy dán đã được chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của đơn vị. Đồng nghĩa với việc lực lượng chiến sĩ thời điểm này đang bị phân tán cho các sự vụ của đơn vị, cũng như chuẩn bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trực Tết, hàng tá các đầu việc, sổ sách, giấy tờ khác cần phải gấp rút được hoàn thành. Luồng thông tin dần bị tẩy, bị bôi, bị thổi, bị làm nhiễu từ 14, 12, sau đó là 10, với 2, rồi lại là 4. Sinh viên một khóa học có thể đến cả trăm, cả nghìn sinh viên là con người, cũng đều có nhận thức riêng của mỗi cá nhân. Như vậy chưa đủ để lên tiếng cho các hành động thiếu kiểm soát nếu có của đội ngũ cán bộ, hạ sĩ quan binh sĩ đơn vị đang học tập hay sao? Chưa kể đó là đối tượng này được phép sử dụng điện thoại di động hay bất cứ một thứ gì khác có thể ghi hình, quay chụp trong khuôn viên đơn vị. Tính tới thời điểm hiện tại, khi chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin từ chính các nguồn đăng các bài viết gốc, các nguồn tin từ đêm hôm qua, cho đến tận bây giờ khi sự việc đã ngã ngũ một phần, thì chưa có nhiều con người đó có động thái hay đăng tải thông tin liên quan tới vụ việc một cách rõ nét, hay chính xác đến từng phần trăm của câu chuyện. Một điều quan trọng, những người gọi là gia đình nạn nhân còn chưa xuất hiện. Câu chuyện đang được thêu dệt đến bây giờ là một chiêu bài lợi dụng tình hình rối ren tại đơn vị
để tạo đà đưa những thông tin kích động quần chúng và tiếp tục đánh mạnh vào nhận thức của giới trẻ, giới dễ bị tác động nhất trong thời đại công nghệ số hiện nay. Lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Đây là một trò khá tinh vi với thủ đoạn lồng ghép chuỗi sự kiện lại với nhau, tạo thành một khối vụ việc gợi tính tò mò vô cùng thâm độc. Chúng tôi luôn đứng về phía lẽ phải và đứng về phía của sự thật. Chúng tôi cũng rất muốn tìm ra bằng chứng sự thật có hay không vụ việc như thế này. Và chúng tôi đã có đủ bằng chứng, thông tin, không hề có bất cứ bạn nữ nào bị tử vong như trong đoạn bình luận chưa được xác minh kiểm chứng trên kia. Nếu bất cứ một ai là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hay hạ sĩ quan binh sĩ có những hành động không đúng chuẩn mực đạo đức, thì chúng tôi sẽ sẵn lòng đứng ra bảo vệ bạn, lật tẩy những cái xấu đó và kiên quyết làm gương, làm điểm để tránh xảy ra các tình trạng gây hậu quả khôn lường tiếp theo. Nhưng nếu không đúng sự thật, các bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những phát ngôn, những lời nói mình đưa ra để định hướng dư luận vào guồng quay này. Chúng tôi sẽ không bao che, chúng tôi ủng hộ điều tra đến cùng vụ việc. Chúng tôi không bưng bít sự thật nếu có, cho dù đó là bất cứ cá nhân nào hay đó là bất cứ con, cháu của ai đi nữa. Vụ việc cần được làm sáng tỏ, vụ việc cần được đưa ra ánh sáng để một bộ phận giới trẻ hiện nay hiểu được, biết được, nhận thức được về các hành động, hành vi, sự thiếu hiểu biết của bản thân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Nguồn tin chính xác không phải lúc nào cũng đến từ Facebook. Nguồn tin hay và sát không phải lúc nào cũng đến từ TikTok hay bất cứ một trang, một tài khoản giả mạo, một fanpage nào, mà nguồn tin chính xác nhất đến từ phía cơ quan điều tra và từ chính phía các nạn nhân trực tiếp trong câu chuyện và các cá nhân liên quan. Lối sống hời hợt, thiếu tư duy, không có khả năng đọc hiểu vấn đề đang chi phối đám đông xã hội và là cơ hội cho những kẻ khốn nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.